Quang Đỗ xin chào các bạn. Hôm nay mình có một thằng bạn là Trịnh Cao Thư, là sinh viên của trường Đại học Đà Lạt, hồi trước kia cùng học lớp với mình. Và trên đường đi công tác từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng thì có ghé lại thành phố Phan Thiết và có gọi điện thoại là hẹn mình tại quán cà phê Tiếng Xưa đây. Quán này hồi trước kia là quán ca nhạc phòng trà đó các bạn. Trước kia mình cũng hay vào đây là uống cà phê và khiêu vũ. Và xem thử hai thằng bạn có nhận diện được nó nha không. Rồi, tài xế đâu? Tài xế nó ngồi đâu sao vậy? Nghe ha. Lâu quá nha. Nói chung là cái nét vẫn còn y như cũ. Phải bao nhiêu là 83 37 đúng. Năm rồi. 83 ba là anh đi rồi đúng không? Anh đâu có tới 85 đâu. À đúng rồi, đúng rồi. Lúc đó là về là như vậy là cái lớp mình là con bé Thi phải không? Bé Thi không? Thi không, Thi sau 52 năm về 1 năm. Con Thi là khóa 6. Khóa 6 đúng rồi. Sau 1 năm. Đúng rồi, sau 1 năm. Thì lúc mà nó bị cái kẹt cấm thời gian bắt đầu anh học lúc con Thi nữa. Tức như anh hai khóa, anh khóa 5, khóa 6. Ở lúc đó anh về á. Hả? Rồi tình hình gia đình rồi sao? Thì em thì cái Hải cũng học lớp mình hồi xưa. Ai? Hải lớp mình luôn. Hải là sao? Hải là sao anh nhớ? Hải lớp mình hồi xưa mấy cô nữ mà. À Hải hả? Dạ. Rồi. Thì giờ vợ em gỡ với Sài Gòn cái Hải. Ồ vậy là gặp Hải hả? Dạ. Sau này là em với Hải là với nhau. Nhớ nhắc lại anh Hải, anh mới nhớ cái này. Nó ngồi ngay chỗ cái con gì mà bị gì quên tên đó nè. Lợi gì? Không, nó ngồi ngay cái bàn trên, nó ngồi như con nhỏ gì nó bị xỉu. Bà già nó làm Yến hả? Yến, đúng không? Dạ. Ờ, đúng rồi, đúng không? Nhớ mỗi lần học lớp là coi như là phản ứng nó dị ứng anh là cái thằng. Cho anh ly cà phê sữa đá. anh nhớ cái thằng gì mà nó chăn mò đó, thằng gì ông nó quậy nhất đúng không? Chăn mò lớp mình đó hả? Nó tóc dài hồi trước là sơn đó. Cái thời điểm đó là coi như là anh nhớ mỗi lần học lớp là tụi Yến với con đó, đó mấy đứa nó là hay dị ứng anh là nó sao bảo vệ tụi nó là không có nói gì anh đó. Đó thì có nghĩ Yến Phương là mấy đứa học dự bị đó anh. Ờ đúng rồi. Đó, nói chung là anh còn nhớ như cái thời điểm đó. Còn mình Sơn mà anh mẹ đó là nó chết rồi. Ủa sao vậy? Nó chết trên 10 năm rồi. Nó, nhưng mà nó vẫn ở đó hay là nó không, sau này nó về nó lại làm công an ở trên Gia Lai kia. Vậy ha. Nhưng mà nó đã xong chưa? Nó đã xong đại học đó chưa? Xong rồi. Vậy ha. Về làm công an lên thiếu tá. Đi nhậu trong về cũng đêm sáng ra đi bắt xe. Cái chuyện đó là chuyện thường xuyên mà. Thấy quen nè. Ủa như vậy là em là nói chung là công việc chính thức là bữa nay là mình quản cái gì? Quản bên kinh doanh. Dạ. Dạ. Nhưng mà trong công ty ăn mừng giờ mới đi luôn không nhà đó em mới đi ra quản bên đi vô. Nhưng mà về cái món nào đó? Món bún cốc bị yến xào. Yến xào. Vì là các cái siêu thị ở đây là mình có rải cái đó. Siêu thị thì em chưa qua thì bạn ở ngoài rồi. Chị ở ngoài đó ha. Còn em là phụ trách ở chỗ nào? Khu vực ở đây nhưng mà đại lý là ở đâu? Ở văn phòng á. Mở đại lý ở đây anh. Đang đi mở ha. À như vậy, nhưng mà bây giờ mình dự định là ở trong cái khu trung tâm này là cương tập trung của Phan Thiết trước anh. Yến ha. Dạ. Yến thì trước là thấy ở Nha Trang nó mở ngay cái góc chỗ ngã tư này cũng có nè, nhưng mà sau đó nó nghỉ rồi. Anh thấy hình như nó không trôi sao mà hả? Không trôi.
thôi thì nếu mà làm đó là được rồi, ok rồi. Thôi nhưng bây giờ anh Việt Nam là mấy đứa nó sao rồi? Anh thì công việc bữa nay là nhà nghỉ. Nhưng mà nhà nghỉ bình dân thôi chứ không có ấy rồi. Thì bây giờ công sĩ rồi rồi nhưng mà nhà mấy đứa con á. Thì hai đứa, một đứa bây giờ là nó làm ở quốc Diamond ở thành phố Hồ Chí Minh á. Xây dựng kim cương á. Cái nhiều trước nó làm các truyền hình nhưng mà thấy làm nó xong bắt đầu nó bỏ hai tháng trời. Nó đi nhà bố con gái, gái đầu. Còn thằng con trai bây giờ năm thứ ba, bây giờ hiện giờ là học online ở nhà thôi chứ đại học rồi cho nghỉ corona rồi. Hai đứa à. Ờ thì hai đứa rồi. Còn em thì sao? Em hai thằng ra trường đi làm rồi. Đi làm hết rồi ha. Vậy là đứa đầu nó sinh năm mấy? Chín mấy? 89. 89 đúng rồi. Nhưng mà ra lúc đó ấy, anh trẻ mà sao này anh trẻ. Anh 94, anh... đứa đầu tiên là 94. Thì... đứa sau 99. Mang vì nông mũi biển, sao xuyến lòng, sông hôn cát đồi dương. Về Phan Thiết, mắt nó à, nói chung anh em mình mười mấy năm, mười mấy năm, bây giờ nhớ kỹ đi, mười mấy năm. 35 năm từ năm 85. 85 năm 85 giờ là 35 năm. Lúc đó là sinh khó năm, đúng không? À, anh em mình lâu lâu thật đó chứ. Nhưng mà hình dáng của em là anh vẫn nhớ. Ở dưới Trần Văn Anh là hai đứa ngồi kề một dãy luôn mà, đúng không? Sau đó là anh trưởng. Đúng không? Rồi nói chung là em mình là không hẹn mà cũng đã gặp được như thế này là mình rất mừng. Rồi trước tiên là anh rất là cảm ơn em là còn nhớ đến nhớ đến Đỗ à, mặc dù là mấy mươi năm rồi nhưng em mình nhớ cái dáng bóc và hình hài của em mình. Nói chung là rất là xúc động. Tại vì hồi nãy em hỏi là anh nghi rồi anh nói là chỉ có những anh em mình thân quen là mới vậy thôi. Cho nên nãy anh cũng chọc, anh ở đây là anh hay chọc lắm. Đó, cho nên là nói chung là để anh em mình tưởng đâu là còn ở đây thì ghé qua nhà mình nghỉ. Nếu mà sau này mà nếu mà anh làm được cái gì cho em thì em cứ bố trí cho anh nha. Rồi bố trí để anh em mình cùng cộng hưởng với nhau rồi hỗ trợ nhau cho cái vấn đề, mặc dù là kinh tế nó không phải là nó tuyệt đối, nó chỉ là ở cái tương đối thôi. Thì nay mình làm được cái gì thì mình cứ làm. Sức khỏe là cái cốt lõi đó. Anh thì thường xuyên là tại em biết sao ở trên Pay thì nói chung là nó cũng nhiều khi nó tốt có cái là những anh em chân thật, còn có những cái nó dựa vào cái chữ chân thật đó, nó làm nó phản cảm, nó làm đủ thứ chuyện đó, cho nên là mấy anh em khác là bị trường hợp đó, cho nên anh rất là ngại chuyện đó. Cho nên là biết sao có một số anh em là lúc mà chưa nè, anh cũng chưa còn lâm siêu đạo rồi nhiều lắm mà anh không dám cảm nhận một cái điều gì ở trên Facebook, chỉ gọi điện thoại hoặc là nhắn này nọ thôi. Đó, lúc đó là Lâm Sư Đạo nó cũng gọi điện cho anh luôn. Cho nên em biết sao, sau này một số anh em ở đây mà gọi là một vấn đề mà kinh doanh lớn lắm, làm cái giả đủ thứ chuyện mà mấy anh kia là bị hắt hoa, còn riêng bản thân anh em phòng chuyện đó, hỏi anh nào mà xin lại làm bạn thì anh phải được. Còn chỗ anh em mình nói chung là mấy anh em ở khóa 1 thì cũng liên hệ anh, mà thì bây giờ là ở nước ngoài đa số là nước ngoài. Em thấy trên Facebook là đi nước ngoài, đi nước ngoài nhiều lắm. Thôi cho nên là thôi anh em mình cảm nhận điều này là chúc anh em mình cái vấn đề là công tác của Thư thì là mình quá mình ở đây thì qua cái trao đổi này thì mình
đó thì gia đình như thế, cầu chúc anh em mình là sức khỏe tốt, đi qua đi lại còn cái thăm anh nha. Đâu biết canh đâu tao tìm ra, chứ hồi xưa em cứ ra đem ở lại trên bàn đi công tác ở lại điện thoại mà. À, nhà cái của anh nó không phải là hotel, mà nó chỉ là cái dạng nhà nghỉ, nó là cái dạng giống như cấp 4 vậy, nó qua đêm rồi. Đồng thời ra mở lại đi, em tới đó mở rồi anh em mình ra hàng đêm rồi nha. Dạ cố gắng anh rồi, em tính để trực tiếp nhưng mà sợ giờ này mấy anh em kỳ trước cái con Hà tiếng Phan Hà đó, Hà nó ở trên hình như chắc có ba Phan Thứ Hà, đúng rồi, Phan Thứ Hà Mai Hải thì là có anh rồi, gần đây ở cái hệ khác nhiều phim em cũng có. Rồi, anh em mình chia tay nha. Khi nào gặp lại anh. Rồi, có công việc thì cứ đi. Rồi, khi ổn có dịp nào nữa thì anh em có thời gian thông thả ghé lại nhà mình chơi. Rồi. Ok. Dạ. Nha. Dạ. Bữa nào gặp nha. Ok. Chút hương sắc mùa xuân.